Nguyệt Đăng Tam Muội quyển 2. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo đồng tử Nguyệt Quang: vào thời quá khứ lâu xa, hơn A Tăng kỳ kiếp vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, khi có Đức Phật hiệu là Thanh Đức Như Lai, bậc ứng cúng chế biến tri minh hạnh tuốt thiền thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thế nhân sư Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời. Này đồng tử, bấy giờ Thanh Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri hội chúng đầu tiên của Đức Phật ấy tập hợp 8 ức thanh văn, đều là các bậc A-la-hán, lậu hoặc đại hết, đạt được tự lợi, sạch hết hữu kết. Nơi nơi chánh giác, tâm khéo giải thoát có thể đạt được tất cả tâm tự tại. Hội chúng thứ hai gồm có 7 ức chúng. Hội chúng thứ ba gồm có 6 ức chúng. Tất cả những vị đó đều là đại A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, đạt được tự lợi, sạch hết các kết. Nương vào chánh giáo, tâm khéo giải thoát có thể đạt đến tất cả tâm tự tại. Này đồng tử, bấy giờ Đức Phật ấy thọ 40.000 năm, lúc ấy Diêm Phù Đề được an ổn giàu có sung sướng, dân chúng phồn thịnh khắp nơi sung mãn. Này đồng tử, bấy giờ ở Diêm Phù Đề có 2 vị đại vương, một vị tên là Kiên Cố Lực, vị thứ hai tên là Đại Lực. 2 vị đại vương này mỗi người thống lĩnh một nửa cõi Diêm Phù Đề, lãnh thổ của 2 vua an ổn giàu có sung sướng, dân chúng phồn thịnh khắp nơi sung mãn. Khi ở Như Lai Thanh Đức xuất hiện ở đời tại nước của vua Đại Lực. Này đồng tử, bây giờ vua Đại Lực thỉnh Như Lai Thanh Đức và Tỳ Kheo Tăng tròn 1.000 năm. Vị vua ấy đem tất cả sự tùy thuận thanh tịnh không lỗi lầm, dùng tất cả y phục ẩm thực ngoại cụ thuốc thang mà cúng dường. Này đồng tử, Đức Như Lai Thanh Đức và tăng chúng thanh phân được nhiều lợi dưỡng cung kính tán thán. Lúc đó có các bà la môn, các trưởng giả tịnh tính đối với như Đức Như Lai Thanh Đức và Tỳ Kheo Tăng, liền phát ý dũng mãnh học vua Đại Lực cách cúng dường, nghĩa là dùng tiền của thế gian là vật cúng dường thù thắng, thì người ấy không biết cách thực hành cúng dường. Vậy thực hành cúng dường bằng cách nào? Đó là thọ trì 5 giới, 8 giới, suốt khi đi đến chỗ Đức Phật, thân cận thương hỏi để thấy pháp nhẫn sâu xa. Này đồng tử, lúc đó Như Lai Thanh Đức nghĩ như vậy: các chúng sinh này ý chí hạ liệt, không thể thọ trì 5 giới, 8 giới, xuất gia đến chỗ Phật thân cận thương hỏi để thấy pháp nhẫn sâu xa, tu các hạnh phạm hạnh tịch tỉnh, viễn ly thọ giới của túc, được phần tỳ kheo và đem thiện căn rốt ráo thọ hành tịch diệt. Như vậy thì nhạc cụ diệu lạc vô thượng thể đều xa lìa, chỉ dùng của cải thế gian để cúng dường ta. Các chúng sinh này chỉ mong sự vui nhỏ mà cho là vui cùng tục. Các chúng sinh này chỉ trọng pháp hiện tại và pháp đời sau mà không thể yêu quý căn lành cứu cánh. Sao gọi là coi trọng pháp hiện tại? Đó là ưa thích ngũ dục. Sao gọi là quý trọng căn lành đời sau? Đó là ưa thích sinh lên trời. Sao gọi là căn lành cứu cánh? Đó là sự thanh tịnh cứu cánh, tốt đẹp cứu cánh, phạm hạnh cứu cánh, cùng tận cứu cánh, tối hậu cứu cánh, niết bàn cứu cánh. Này ta muốn nói pháp như vậy khiến cho chúng sanh này sinh hành bố thí, không vì sự cúng dường tối thắng cứu cánh, chỉ vì hạnh vô thượng mà cúng dường ta. Này đồng tử, lúc ấy Như Lai Thanh Đức muốn giác ngộ cho vua Đại Lực và các trưởng giả bà la môn đó nên nói bài kệ: nếu người hành bố thí tài thực, còn tâm bị thử không kính nhau, việc làm như vậy không đáng khen. Chư Phật bậc trí đã xa lìa, nếu nói bậc trí tuệ vô ngã, thắng nhân như vậy nên phụng sư. Nơi thánh đế ấy tinh bất động, phụng kính như vậy Phật mới khen. Nếu đem tài thực mà dân thí, chỉ được ích lợi nơi hiện tại, có thể xa lìa thế như vậy, người ấy thành tựu hạnh xuất gia. Nếu ai hay khởi tâm không của, lại hay hiển thị pháp không của, cũng hay tịnh thí người không của, người đó mau thành đạo vô thượng, không có ở trong 5 dục lạc, với vợ và con sinh ái trước, càng ngu mãi sống ở trong nhà, người đó đâu hay được lậu tận, nhàm chán 5 dục như hầm lửa, hay lìa ái nhiễm với vợ con, sợ hãi cư gia cầu ra khỏi, thành tựu bồ đề mới không có. Không có chư Như Lai quá khứ, cùng với hiện tại và vị lai, thường ở tại gia sống trong dục, và có thể đắc đạo thắng diệu, vứt bỏ ngôi vua như nước miếng, sống nơi xa lìa chỗ thanh nhàn, đoạn trừ phiền não hàng phục ma, ngộ đỏ đạo vô vi ly cấu. Nếu hàng xa đời rất hùng mạnh, ngàn vạn ức năm mà cúng dường, có thể chán sợ ở tại gia, công đức như vậy mới tối thượng, chẳng phải ẩm thực và y phục, các diệu hoa hương và hương xoa, những thứ như vậy cúng dường Phật, như kẻ xuất gia phụng hành pháp,
Nếu ai thức cầu đạo Bồ Đề, hay lợi chúng sinh chán thế gian, hướng đến không nhàn đi 7 bước, phước báo như vậy mới tối thượng. Này đồng tử, khi vô đại lực nghe Như Lai thành đức bậc ứng chánh biến tri nói về nghĩa lợi của sự xuất gia tu hành như vậy xong, Lai suy nghĩ rằng: như ta đã hiểu nghĩa lấy lời Phật dạy, Đức Như Lai chẳng phải nói đàn ba la mật để được thanh tịnh cứu cánh, tốt lành cứu cánh, phạm hạnh cứu cánh, tận cùng cứu cánh, tối hậu cứu cánh, niết bàn cứu cánh. Vô đại lực lại nghĩ như vậy: không phải sống tại gia mà có thể đắc sự tu hành vô thượng, đắc sự lợi lạc tu hành vô thượng. Nhưng ta hiện nay xa lìa hạnh này, nên ta cần phải cả bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, xuất gia hành đạo. Này đồng tử, khi ấy vua đại lực cùng với quyến thuộc là 8 vạn người vây quanh trước sau đến chỗ Đức Phật thanh đức, đảnh lễ dưới chân, dìm bên phải 3 vòng rồi ngồi sang một bên. Này đồng tử, bây giờ Như Lai thanh đức biết vua đại lực cùng với quyến thuộc trong tâm có sự ưa thích, liền vì họ phân biệt chỉ bày, đều nói tam muội tất cả các pháp theo tánh bình đẳng, không có hí luận. Này đồng tử, khi nghe đại lực nghe tam muội này, vui mừng khôn xiết, trong lòng hết sức yêu thích, liền ở chỗ Đức Phật thanh đức, sợ bỏ ngôi vua, chánh tính xuất gia, cài bỏ râu tóc, mặc ba pháp y. Khi vua đã xuất gia thì có thể rộng nghe, đọc tụng, nhớ nghĩ, gìn giữ, phân biệt nghĩa lý, tu hành tương ứng với tam muội này. Nhờ căn lành này nên ở trong 2 ức kiếp, không đọa ác đạo, tuần tự được lại gặp 2 đức ức chư Phật. Ở trong Phật Pháp thường được xuất gia, ở nơi mọi mọi Đức Phật, vua thích thọ, đọc tụng phân biệt nghĩa lấy tu hành tương ứng với tam muội này. Nhờ căn lành này nên tuần tự tròn 1 năm ức kiếp được thành Phật đạo, hiệu là Như Lai Trí Dũng, bậc ứng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, làm lợi ích vô lượng với biên chúng sinh, sau đó mới nhập niết bàn. Này đồng tử, ông hãy quán thần lực của tam muội này thì có thể khiến cho Bồ Tát chiêu cảm được trí Phật. Này đồng tử, vô đại lực ấy đã dẫn 8 vạn quyến thuộc đến nghe tam muội này, làm cho họ vui mừng vô hạn, tâm rất ưa thích. Họ cũng theo vua chánh tín xuất gia, cả bỏ râu tóc, thân mặc pháp y. Các người xuất gia ấy nghe tam muội này thì liền đọc tụng, thọ trì, phân biệt giải thuyết, tu hành tương ứng. Nhờ căn lành này nên ở trong 2 ức kiếp không đọa ác đạo. Trong mỗi mỗi kiếp họ gặp 1.000 vạn Đức Phật, ở chỗ các Đức Phật ấy thường được xuất gia. Đã xuất gia rồi, nghe tam muội này thì đọc tụng thọ trì, ứng dụng trong sự tu hành. Nhờ căn lành này nên sau đó tròn 100.000 kiếp, mỗi vị ở mỗi thế giới đều thành Phật đạo, đồng một danh hiệu là Như Lai kiên cố dũng kiện, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường vô, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh, rồi sau đó các ngài mới nhập vô dư niết bàn. Này đồng tử, tam muội này có đại oai lực như vậy, hay khiến cho các Bồ Tát đã đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn nói lại nghĩa này nên nói bài kệ: ta nhớ đời quá khứ lâu xa, chẳng nghĩ bàn kiếp có Đức Phật, hay làm lợi lạc cho chúng sinh, hiệu là Thanh Đức Đại Tiên Tôn. Hồi đầu tập chúng tròn 8 ức, đều là các đệ tử Thanh Văn. Hồi 2 tập chúng số 7 ức, hồi 3 6 ức A-la-hán, đã sạch hết lậu không phiền não. Các sức thần thông đã rốt ráo, Đức Phật sống đến 4 vạn tuổi, thế giới quốc độ rất nghiêm tịnh. Cõi Diêm Phù Đề có 2 vua, tên là Đại Lực Kiên Cố Lực, lãnh thổ của 2 vị vua này, mỗi vua thống lĩnh nửa Diêm Phù. Phật sinh trong nước vua Đại Lực, các vị trời người dân cúng dường, nhà vua Tịnh tính nơi Đức Phật, cung kính cúng dường tròn 1.000 năm. Vô lượng dân chúng học theo vua, cúng dường Đức Như Lai các thứ, dùng của cái đời phi pháp cúng, Phật và Thanh Văn đều đầy đủ. Bây giờ Thế Tôn mới nghĩ rằng, ta nói pháp này để bỏ dục, sẽ khiến nhà vua sinh nhàm chán, ở trong pháp ta mà xuất gia. Khi ấy Nhân Tôn nói kệ rằng: vứt bỏ pháp ác là Phật giáo, tại gia lỗi nhiều, đủ các khổ, tu hành như pháp là cúng Phật. Khi vua nghe nói kệ như vậy, đến chỗ Thanh Văn nghĩ như vậy, nếu ta không thể ở gia đình mà làm pháp cúng dường tối thắng, liền bỏ ngôi vua như nhổ đàm, cùng với 8 vạn các quyến thuộc, đồng lúc đi đến chỗ Đức Phật, đồng mặt đảnh lễ đứng trước Phật. Phật biết tâm họ đều ưa thích, đã nói định tịch diệt khó thấy. Họ nghe ái kính và vui mừng, mọi người hoan hỷ liền xuất gia. Khi xuất gia rồi với định này,
độc tụng thọ trì đồng phân biệt, lần lượt trong số hai ức kiếp, chưa từng đọa lạc ba đường ác. Vế nhờ các thiện nghiệp này, được thấy trăm ức các Như Lai, ở trong Phật Pháp thường xuất gia, tuyên thuyết tam muội thù thắng này. Về sau họ sẽ được thành Phật, đồng hiệu viên cố đại tinh tấn, lợi ích vô lượng ức chúng sinh, sau nhập Niết Bàn như lửa tắt. Vào thuở xa xưa vô đại lực, thành Phật từ lâu hiệu Trí Dũng, lợi ích vô lượng trăm ức chúng, chứng Bồ Đề rồi nhập Niết Bàn. Đã nghe lợi ích lớn như vậy, Mạc Thế Trì Kinh Phật khen ngợi, nếu hay phụng trì Phật Pháp Tạng, họ sẽ mau chóng thành Thế Tôn. Này đồng tử, đó là Đại Bồ Tát vì yêu thích định này nên phải tu tập định này trước tiên. Này đồng tử, vì sao Bồ Tát đối với tam muội này phải tu trước tiên? Này đồng tử, Đại Bồ Tát dùng tâm đại bi làm đầu. Nếu Phật ở tại thế hay Phật đã diệt độ, thường xuyên cúng dường, đó là vòng hoa, hương bột, hương xoa, dù lọng báu, âm thanh, ca múa, hát sướng, kẻ nhạc, y phục, ẩm thực, thuốc thang, chữa bệnh, dùng căn lành này để hồi hướng tam muội như vậy, là không mong cầu các vị khác mà để cúng dường Phật, không cầu sắc đẹp, không cầu tiền của, không vì sinh lên trời, không cầu quyến thuộc. Chuyện niệm pháp tam muội này, Bồ Tát ấy vẫn ở trong pháp, không thấy có Phật, huống lại ngoài pháp mà thấy có Phật sao? Cho nên này đồng tử, đó là cúng dường Phật chân chánh mà cũng không thấy có Phật để thành, không chấp ngã tưởng, không cầu quả báo. Bồ Tát ấy tam luân thanh tịnh, dùng vòng hoa, hương bột, hương xoa, phan lọng, dù báo, âm thanh, ca múa, hát sướng, kỹ nhạc, y phục, ẩm thực, thuốc thang, chữa bệnh, cúng dường Đức Như Lai để hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhờ căn lành này nên được công đức không thể nghĩ bàn, quả báo không thể nghĩ bàn, được tam muội này nên mau thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: nếu ai dâng hương vô biên trí, hay được vô lượng quả báo hương, trong ngàn vạn kiếp lìa đường ác, hoàn toàn không có các số uế, trong ngàn vạn kiếp hành thắng hạnh, cúng dường trăm vạn ức Như Lai, thành Phật đạt được thắng giới hương, nếu là hiểu rõ hiểu không chúng sinh thí hương, nhận hương cả hai không, nếu hai khởi tâm thí như vậy, sẽ được thuận nhẫn thắng nhu nhuyến. Nếu người tu nhẫn tăng thượng này, bị người cắt thân giống như trước, trăm ngàn vạn ức hàng xa kiếp, nhưng tâm kiên cố không thoái chuyển, vì sao mà được gọi là nhẫn? Vì sao gọi lại gọi là tùy thuận? Vì sao không được được gọi không thoái chuyển? Vì sao lại gọi là Bồ Tát? Tự tánh hân hoan, không giả ngã chấp, vì không ngã tưởng, không phiền não, hay biết các pháp đều tận diệt, cho nhân duyên này gọi là nhẫn. Điều chư Phật học, tùy thuận học. Người trí như pháp thường tu hành, biết pháp chư Phật không nghi hoặc, cho nên được gọi là tùy thuận. Nếu tu hành lúc đời có ma, hiện làm thân Phật nói lời rằng Phật đạo khó được làm thanh văn, không chịu tính thọ là không thoái. Giác ngộ các chúng sinh ác kiến, họ không thể chứng đạo cam lồ, khuyên bỏ ác đạo, trụ thiện đạo, cho nên được gọi là Bồ Tát. Người nhẫn trụ nói đạo tùy thuận, nhờ không ngã pháp khiến khai ngộ, cho đến trong mộng không khởi niệm, còn có chúng sinh tưởng thọ mạng. Nếu ma vô lượng như hàng xa, hóa làm thân Phật đến chỗ ta, và nói trong thân có thần ngã, liền nói vô ngã, ngươi phi Phật. Người trí liễu đạt các pháp không, biết rồi không sống cùng phiền não. Do hỷ luận nên nói là có, thấy rồi vắng lặng, hành thế gian. Ví như người đời đã sinh con, tùy ý của mình đặt tên gọi, tìm tên khắp nơi cũng không có, nên biết tên ấy không chỗ đến. Lập danh Bồ Tát cũng như vậy, Bồ Tát khắp nơi không thể tìm, cho đến thực tế cầu không được, người biết như vậy gọi Bồ Tát. Giả như trong biển đốt lửa cháy, Bồ Tát không hề khởi thân kiến, Bồ Tát được trụ sở phát tâm, đoạn sạch ác kiến hết phiền não, không thấy có các pháp sinh diệt, gọi là chúng sinh và thọ mạng. Thể các pháp không giống như huyễn, việc này ngoài đạo không thể biết. Hoặc sinh tham trước việc ăn uống, khởi tâm luyến tiếc nơi y bát, cùng với trạo cử và khinh tháo, thì không thể biết Phật Bồ Đề. Ham thích ngủ nghỉ và lười biếng, gian ngụy hung bạo không thu nhiếp, không lòng tịnh tính nơi chư Phật, thì không thể biết Phật Bồ Đề. Hủy phá giới cấm không hổ thẹn, ở trong Phật Pháp không uy tín, không kính các phạm hạnh đồng tu, thì không thể biết Phật Bồ Đề. Không hủy tịnh giới có hổ thẹn, ở trong Phật Pháp rất ưa thích hay cung kính người đồng phạm hạnh, thì mới biết được thắng Bồ Đề. Lấy cảnh giới thánh làm niệm xứ,
Hoan hỷ chánh là giường ngoạ cổ, lấy thiền làm cơm, định làm canh, như vậy mới biết Phật Bồ Đề. Vô ngã nhẫn là chỗ kinh hành, ở trong rừng không hành chánh niệm, hương hoa thất giác rất đáng yêu, ngửi xong liền thành đạo vô thượng. Thể đạo Bồ Tát chỗ tu hành không phải việc làm của người khác, gọi là thanh văn và chuyên giác, chỉ có người trí không tham đắm, ví thọ mạng ta rất lâu dài, như các sông hằng vô lượng kiếp. Nói sợi lông Phật đức vô tận, chúc đức của Phật nói không hết. Nếu nghe lợi ích lớn như vậy, không sợ những điều Thế Tôn nói, mau tự dạy người giữ định này, được Bồ Đề vô thượng không có. Này đồng tử, cho nên Đại Bồ Tát phải biết nhập vào ba pháp nhẫn một cách khéo léo, đó là biết nhẫn thứ nhất, nhẫn thứ hai và nhẫn thứ ba. Trong nhẫn này phải biết một cách khéo léo, lại đối với trí ấy cũng phải biết một cách khéo léo. Vì sao? Vì nếu Đại Bồ Tát đối với trong nhẫn trí mà biết một cách khéo léo thì Đại Bồ Tát ấy mau được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên này đồng tử, Đại Bồ Tát nếu cầu mau chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác thì cần phải thọ trì ba môn pháp nhẫn này. Thọ trì rồi phân biệt nói rộng cho người khác nghe, làm lợi ích an lạc vô lượng chúng sinh, cứu giúp thế gian, làm lợi ích an lạc cho chư thiên và loài người. Bây giờ Đức Thế Tôn vì đồng tử Nguyệt Quang liền nói câu kệ tụng pháp môn nhập vào ba nhẫn này. Đối với chúng sinh không tranh cãi, miệng không nói ra lời vô ích, thường hay an trụ pháp lời sinh, gọi đó tên là nhẫn đầu tiên. Biết tất cả pháp giống như huyễn, liền nơi tướng này không chấp thủ, hay ở trong trí không tăng giảm, nên gọi là thắng nhẫn đầu tiên. Đã tu học các tu đa la, trí và khéo nói rằng hằng tương ưng, không nghi hoặc trí Phật vô lượng, đó gọi là thắng nhẫn đầu tiên. Đã nghe tất cả khéo thuyết pháp, giống như Phật thuyết không có nghi, hay tin tất cả các pháp Phật, đó gọi là thắng nhẫn đầu tiên. Với kinh liễu nghĩa thường tuyên chuyển, diễn thuyết như chỗ Phật đã nói, nếu nói ngã nhân và chúng sinh, liền biết phương tiện mà tiếp dẫn. Các dị kiến của nhiều ngoại đạo, giới họ tâm Bồ Tát không động, là đối với họ càng xót thương, gọi là tướng thắng nhẫn thứ hai. Các đà la ni đến trước mặt, với môn tụng trì không hy hoặc, những lời nói ra đều chân thật, gọi là tướng thắng nhẫn thứ hai. Giả sử tư vấn đại chuyển biến, đó là đất, nước, gió và lửa, với Bồ Đề Phật vẫn không lùi, gọi là tướng thắng nhẫn thứ hai. Các nghề công xảo ở thế gian, Bồ Tát thầy đều khéo tu học, không thấy có người giỏi hơn mình, gọi là tướng thắng nhẫn thứ ba. Sức Samatha được điều phục, núi Tỳ Bà Xá Na bất động, tất cả chúng sinh không thể khinh, gọi là tướng thắng nhẫn thứ ba. Những lời nói ra thường tại định, đi đứng nằm ngồi luôn thanh tịnh, chánh định kiên cố đến bờ kia, gọi là tướng thắng nhẫn thứ ba. Trụ nơi chánh định được thần thông, đến nhiều cõi Phật để thuyết pháp, xuất thần túc bậc trí không giảm, gọi là tướng thắng nhẫn thứ ba. Hoặc khi tu tịch định như vậy, tất cả các loại thần quần sinh khác không thể biết ngàn mé tâm họ, gọi là tướng thắng nhẫn thứ ba. Giả sử các chúng sinh thế giới cùng lúc thành Phật diện nói pháp, người đó đều hay thọ lãnh hết, gọi là tướng thắng nhẫn thứ ba. Đông Tây Nam Bắc bốn phương phụ, hai phương trên dưới cũng như vậy, ở trong các phương đều thấy Phật, gọi là tướng thắng nhẫn thứ ba. Có thể biến hiện vô lượng thân, tất cả đều có sắc vàng trồng, đến vô lượng cõi để thuyết pháp, gọi là tướng thắng nhẫn thứ ba. Các cõi diêm phù thế giới Phật, tất cả đều thấy hình Bồ Tát, chư thiên và người đều hay biết, gọi là tướng thắng nhẫn thứ ba. Trong pháp chư Phật, chỗ Phật hành, có các oai nghi của đạo sư, bậc trí có thể khéo tu tập, gọi là tướng thắng nhẫn thứ ba. Có các chúng sinh trong thế giới, đều đến khen ngợi Bồ Tát này, Bồ Tát với họ tâm hân hoan, là chưa tu học nơi trí Phật. Có các chúng sinh trong thế giới, mắng nhiếc hủy bán Bồ Tát này, giới họ nếu khởi tâm sân hận, nên biết chưa tu học trí Phật. Nếu được lợi dưỡng tâm không mừng, khi bị chống trái không buồn khổ, tâm mình an trụ giống như núi, gọi là tướng thắng nhẫn thứ ba. Một là tùy thuận âm thanh nhẫn, hai là tư duy cùng thuận nhẫn, ba là nhẫn tu tập vô sinh, học ba nhẫn này được Bồ Đề. Nếu nơi ba thắng nhẫn như vậy, Bồ Tát nào có thể đắc được?
Thiện tệ khi thấy Bồ Tát ấy, liền thọ ký vô thượng Bồ Đề. Nếu ai một mình nghe thọ ký, số chúng sinh không nghĩ bàn, đều phát tâm vô thượng Bồ Đề, ta cần phải làm nhân trung tôn. Nghe nói tiếng thọ ký như vậy, tức thời đại địa sáu chấn động, hào quang chiếu khắp mười phương cõi, mưa hoa thắng diệu nhiều vô lượng. Nếu nơi ba thắng nhẫn như vậy, chỉ có Bồ Tát mới đạt được, lại không còn thấy có chúng sinh, nơi đó sanh diệt cũng như vậy. Nếu nói ba thắng nhẫn như vậy, chỉ có Bồ Tát mới được vậy, đã già, hiện già đều không thấy, an trú trong pháp được như vậy. Bồ Tát biết rõ các thứ pháp, thời tánh không tịch giống như huyễn, không ấy cũng lại chẳng sanh diệt, vì thể các pháp vốn không tịch. Nếu có chúng sinh đến cung kính, là bái tôn trọng và cúng dường, với họ Bồ Tát không ái kiến, vì thâm đạt thể tánh thế gian. Nếu có chúng sinh lại đánh mắng, với họ Bồ Tát không khinh ghét, lại khởi lòng từ với người ấy, vì muốn khiến họ được giải thoát. Nếu dùng dao gậy và ngói đá, với họ trong lòng không tức giận, an trụ trong pháp nhận vô ngã, Bồ Tát không sợ khởi sân hận. Bồ Tát đã biết vô số pháp, thể tánh không tịch giống như huyễn. Nếu hay an trụ trong pháp này, làm bậc cúng dường cho trời người. Có người tay cầm dao bén nhọn, cắt đứt từng phần có thể ra, tâm hay nhẫn chịu không tức giận, thêm lớn tình thương trước không hoại. Khi dùng dao cắt từng chi tiết, Bồ Tát liền sinh ý nghĩ này: nếu ngươi chưa chứng đạo Bồ Đề, ta nguyện chớ chứng được Niết Bàn. Nhẫn lực như vậy tối vô thượng, và nhờ an trụ nhẫn vô ngã, là đại danh sơn các Bồ Tát tu tập vô lượng đa do kiếp, lại hơn số ấy như hàng xa, vẫn chưa thể chứng được Bồ Đề, ngay trong lúc đó tu hành Phật, huống là giác trí đâu thể nói. Dù nó ức kiếp chẳng nghĩ bàn, đức hiệu của Phật vô cùng tận, khéo an trụ nơi nhẫn vô ngã, là đại danh sơn các Bồ Tát. Nên muốn hay biết được Bồ Đề, cần phải trụ nơi diệu trí tụ. Nếu tu pháp nhẫn chư Phật dạy, được thắng Bồ Đề sẽ không có. Bây giờ Đức Phật bảo đồng tử Nguyệt Quang, vào thời quá khứ rộng lớn sâu xa hơn A Tăng kỳ kiếp, vô lượng vô số không thể nghĩ bàn. Khi ấy có Đức Phật tên là Vô Sở Hữu Khởi Như Lai, bậc ứng chánh biến tri, minh hạnh túc thiền tề, thích chân giả, chư thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sơ, Phật Thế Tôn, xuất hiện ở đời. Sao gọi là Như Lai Vô Sở Hữu Khởi, bậc ứng chánh biến tri? Này đồng tử, khi Đức Phật này sinh ra thường bay trong hư không cao đến 7 cây đa la, bước 7 bước mà nói rằng tất cả các pháp đều vô sở hữu, tất cả các pháp đều vô sở hữu, tiếng nói vang khắp tam thiên đại thiên thế giới. Khi ấy địa thần từ từ loan truyền nhau biết cho đến trời phàm thiên rằng trong thế giới này có Phật ra đời, hiệu là Như Lai Vô Sở Hữu Khởi, bậc ứng chánh biến tri. Lúc mới sinh bước đi 7 bước ở trên hư không nói rằng tất cả các pháp đều vô sở hữu. Này đồng tử, do nhân duyên đó nên hiệu của Phật là Vô Sở Hữu Khởi. Khi Đức Phật ấy thành chánh giác, tất cả cây cối, rừng rậm, cỏ thuốc đều phát ra tiếng nói, tất cả các pháp đều vô sở hữu. Này đồng tử, thế giới lúc ấy đều phát ra các âm thanh cũng nói rằng tất cả các pháp đều vô sở hữu. Này đồng tử, bây giờ Đức Như Lai Vô Sở Hữu Khởi, khi đang thuyết pháp, có một vị phương tử tên là Tư Duy Đại Bi, hình mạo đoan chánh, ai cũng yêu thích, tâm hình điều hòa, nhu nhuyến. Này đồng tử, khi ấy vương tử đi đến chỗ Đức Như Lai Vô Sở Hữu Khởi, đảnh lễ dưới chân, nhiễu quanh ba vòng, rồi lui về ngồi một bên. Bây giờ Đức Như Lai Vô Sở Hữu Khởi biết vương tử Tư Duy Đại Bi, thâm tâm ưa thích liền nói: Tam muội thể tánh tất cả pháp bình đẳng không hí luận. Vị vương tử nghe xong được tâm tịnh tính, xuất gia hành đạo, cà bỏ đầu tóc, mặc áo cà sa. Khi đã xuất gia, vương tử tụng độc tụng thọ trì, vì người khác phân biệt hiển bày rộng rãi tam muội này. Nhờ căn lành này nên vương tử ấy trong 20 kiếp không đọa ác đạo, cứ trong mỗi kiếp gặp được hai ức đức Phật, hơn 20 kiếp thì được thành Phật đạo, hiệu là Như Lai Thiện Tư Nghĩa, bậc ứng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thế nhân sư Phật Thế Tôn, xuất hiện ở đời. Lời đồng tử, ông lên quán thế tam muội này có ai lực ấy có thể khiến cho Bồ Tát chiêu cảm được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác?
Lạy đồng tử, Đại Bồ Tát nên an trụ trong pháp nhẫn sâu xa ấy. Vì sao Đại Bồ Tát có thể an trụ trong pháp nhẫn sâu xa? Lạy đồng tử, Đại Bồ Tát nên quán như vậy, tất cả pháp giống như huyễn hóa, như mộng, như ngựa hoa, như tiếng vang, như ánh nắng, như trăng dưới nước, như tánh của hư không, nên biết như vậy. Này đồng tử, Đại Bồ Tát nếu quán như thật về tất cả pháp như huyễn hóa, như mộng, như ngựa hoa, như tiếng vang, như ánh nắng, như trăng dưới nước, như tánh của hư không, đó gọi là Đại Bồ Tát an trụ nhẫn sâu xa. Nếu thành tựu được nhẫn sâu xa, Bồ Tát ở nơi pháp nhiễm mà không nhiễm, ở nơi pháp sân mà không sân, ở nơi pháp si mà không si. Vì sao? Vì Bồ Tát này không thấy nơi pháp cũng vô sở đắc, không thấy người ô nhiễm, không thấy nghiệp ô nhiễm, không thấy người sân, không thấy việc sân, không thấy nghiệp sân, không thấy người si, không thấy việc si, không thấy nghiệp si. Đại Bồ Tát đối với pháp như vậy đều không chỗ thấy, đều không chỗ đắc, đó là hoặc nhiễm, hoặc sân, hoặc si. Bồ Tát ấy vì không chỗ thấy nên liền không chỗ bị nhiễm, không chỗ sân, không chỗ si. Bồ Tát ấy như thật không nhiễm, không sân, không si, nên tâm không điên đảo, gọi là định, gọi là không hỷ luận, gọi là đáo biển ngạn, gọi là đắc bằng, gọi là đến chỗ an ổn, gọi là đến chỗ vô úy, gọi là thanh lương, gọi là trì giới, gọi là bậc trí, gọi là bậc tuệ, gọi là phước đức, gọi là thần túc, gọi là nhớ nghĩ, gọi là thọ trì, gọi là trí tuệ, gọi là người ra đi, gọi là người hổ thẹn, gọi là người tánh nghĩa, gọi là người công đức đầu đà, gọi là người không đắm trước nữ sắc, gọi là người không nhiễm trước, gọi là bậc ứng cúng, gọi là người đã dứt sạch các lậu hoặc, gọi là người tự tại không phiền não, gọi là tâm người giải thoát, gọi là tuệ người giải thoát, gọi là người được phục, gọi là đại long, gọi là việc làm đã xong, gọi là không còn gì để làm nữa, gọi là xả bỏ gánh nặng, gọi là đã được tự lợi, gọi là sạch hết hữu kết, gọi là lương chánh giáo, tâm khéo giải thoát, gọi là đến tất cả tâm tự tại, gọi là sa môn, gọi là bà la môn, gọi là người tắm rửa, gọi là người đã qua son, gọi là bậc biết rõ ràng sáng suốt, gọi là người nghe, gọi là Phật tử, gọi là Tích tử, gọi là người vứt bỏ gai góc, gọi là người vượt qua hầm hố, gọi là người nhổ thân độc, gọi là người không nấu, gọi là người không còn bụi bặm, gọi là tỳ kheo không ngang che trói buộc, gọi là trượng phu, gọi là thiện trượng phu, gọi là thắng trượng phu, gọi là đại trượng phu, gọi là sư tử trượng phu, gọi là đại long trượng phu, gọi là ngư vương trượng phu, gọi là khéo điều phục trượng phu, gọi là dũng kiện trượng phu, gọi là trượng phu gánh vác, gọi là tinh tấn trượng phu, gọi là hung dữ trượng phu, gọi là như hoa trượng phu, gọi là liên hoa trượng phu, gọi là phân đà lợi trượng phu, gọi là điều ngự trượng phu, gọi là mặt trăng trượng phu, gọi là mặt trời trượng phu, gọi là tác nghiệp trượng phu, gọi là lượng túc trung thượng, gọi là tận cùng bờ trí, gọi là hơn bậc đa văn tối thắng, gọi là đã tu phạm hạnh, gọi là việc làm rốt ráo, gọi là không nhiễm tất cả điều ác. Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ tụng: Khi kiếp tận ta hoại, thế giới trở thành không, như trước sau cũng vậy, với các pháp cũng thế, xem khởi tạo thế gian, đều như trụ trên nước, như dưới trên cũng vậy, các pháp cũng như thế, như bầu trời không mây. Bỗng nhiên nổi âm u, biết nó từ đâu sanh, các pháp cũng như thế, Như Lai niết bàn rồi, ý tưởng thấy hình Phật, như trước sau cũng vậy, các pháp cũng như thế, giống như đống bọt nước bập bềnh trên dòng thác, thấy nó không chắc thật, các pháp cũng như thế, như trời mưa trên nước, bọt nước nổi nơi nơi, sinh đâu liền diệt đó, các pháp cũng như thế, ví như trong ngày xuân ánh sáng chiếu rực rỡ, bóng nắng giống như nước, các pháp cũng như vậy, như bẻ thân cây chuối, nếu chặt tìm chỗ cứng, trong ngoài đều không chắc, các pháp cũng như vậy, như huyễn tại nhiều thân, là nam nữ phó ngựa, tướng ấy chẳng chân thật, các pháp cũng như thế, ví như có đồng nữ, đêm nằm mộng sinh con, sống mừng chết ưu khổ, các pháp cũng như vậy, như người mộng hành dâm, tình nhất chẳng thấy gì, ngu si trọn chẳng được, các pháp cũng như vậy, như trăng sáng bầu trời, bóng hiện nơi ao sạch, mặt trăng đâu vào nước, các pháp cũng như vậy, như người tự ưa thích lấy kiến xoa mặt mình, bóng gương chẳng thể nắm, các pháp cũng như vậy,
Như ngựa hoang thấy nước, người ngu muốn đến uống, không thật sao cứu khác. Các pháp cũng như vậy, như người ở hang núi, tiếng ca khóc nói cười, tiếng vang chẳng thể cầm, các pháp cũng như vậy. Như bạn cấm các nước, thiện ác theo đó làm, không ngôn giáo chẳng có, các pháp cũng như vậy. Như người uống rượu say, thấy mặt đất xoay chuyển, kỳ thực đất chẳng động, các pháp cũng như thế. Pháp duyên khởi không có, không có lại chẳng có. Người phân biệt có không, tức là khổ không diệt. Nơi có không phân biệt, tranh luận tịnh bất tịnh, xa lìa hai bên ấy, bậc trí trụ trung đạo, quán thân lúc ban đầu. Nơi thân không tượng thân, nếu hay biết như vậy, chính là tánh vô vi. Mắt tai mũi vô hạn, lưỡi thân ý cũng vậy. Người phân biệt nơi căn thì không dùng thánh đạo. Giới các căn vô hạn, thể ngoan không vô ký, muốn vui mong vui niết bàn, phải tu nghiệp thánh đạo. Diễn thuyết bốn niệm xứ, ngu bạo thân chứng mạng, thân chứng không ngã mạng, vì hai diệt các mạng. Diễn thuyết về bốn thiền, ngu bạo đắc thiền hành, người diệt mê không mạng, nhờ tuệ quán đoạn mạng. Diễn thuyết bốn chân đế, kẻ ngu bạo thấy đế, thấy thật thì không mạng. Thế Tôn nói như vậy. Tuy đọc hết các kinh, ỷ đa văn hủy giới, đa văn không thể cứu, phá giới khổ địa ngục, tự thị việc trì giới mà không học đa văn, phước báo trì giới hết, trở lại thọ các khổ. Đa văn cùng trì giới, cả hai không ỷ lại, khinh mạng người phước mỏng, do đó sinh các khổ. Mạng là gốc các khổ. Các đạo sư đã nói, có mạng khổ tăng trưởng, lìa mạng khổ liền diệt. Đời tùy tu tam muội mà không lìa ngã tưởng, lỗi lầm lại khởi lên, giống như ưu điệt ca. Nếu tu sở vô ngã, trong đó sinh vui mừng, là nhân vui niết bàn. Chẳng do pháp thế gian, như bị lũ giặc vây, vì sống muốn chạy trốn, không chân không thể chạy, liền bị giặc giết hại. Kẻ si phá giới vậy, muốn thoát khỏi thế gian, không giới không thể đi, bị lão bệnh tự giết. Như giặc mệnh cầm dao, cướp giật, hại khắp nơi, phiền não cũng như vậy, hại căn lành chúng sinh. Nhiều người nói ấm không, không biết ấm vô ngã. Nếu hỏi ấm có không, nhân mày giận dối đối đáp. Để biết ấm vô ngã, nghe chuỗi tâm không giận, mê muội buộc thuộc ma, ngộ không không phẫn nộ, như người bệnh thân đau, nhiều năm khổ bất não, bệnh này qua nhiều năm, muốn tìm thuốc chữa lành. Người ấy hỏi nhiều nơi, liền gặp được thầy hay, thầy thương cho thuốc tốt, bảo uống sẽ lành bệnh. Người ấy được thuốc hay, không uống bệnh không lành. Không phải lỗi thầy thuốc, nên biết lỗi người bệnh. Nơi pháp này xuất gia, độc tụng đạo phẩm giáo, nói và làm không giống, làm sao được giải thoát. Thể tánh các pháp không, con Phật quán việc ấy, tất cả hữu đều không, ngoại đạo không hề có. Trí ngu không tranh nhau, dũng mãnh nên lìa bỏ, bị mắng không trả thù, pháp ngu người chớ ghét. Trí không ngu qua lại, khi biết tánh huân tập, tuy lại cùng thân nhau, sau trở thành oán ghét. Trí không thân với ngu, biết chí họ không bền, thể tánh tự phá hoại, đừng làm bạn với ngu. Nếu nghe lời như pháp, người hủy giới không vui, tự nhiên khởi sân hận, nên biết là người ngu. Người ngu hợp người ngu, như phân trộn với phân, trí với trí cùng ở, như hợp hai đều hồ. Không chấp lỗi thế gian, không tin vào nhân quả, không tin lời Phật dạy, ở đời bị xa lìa. Bần cùng không của cải, không sống cầu xuất gia, đã xuất gia pháp ta, lại tham trước y bác. Họ còn ác tri thức, phá hủy cấm giới ta, không tự quán việc mình, trong tâm không an trú. Ngày đêm sống phi pháp, làm ác không biết chán, thân tâm luôn phóng dật, miệng thường nói lời thô, luôn rình mò lỗi người, thấy rồi nói người khác, tự trả lỗi của mình là tướng đất ngu si. Người ngu ham ăn uống, không thể biết độ lượng, nhờ Phật được ăn uống và không tâm báo đền, được món ăn thượng diệu không đúng với pháp ấy, ngược lại ăn bị hại, như voi ăn sen bùn, tất cả món thượng vị. Người trí tuy ăn vào, càng vắng lặng không tham, chọn món ăn như pháp, tuy có người trí sáng, hỏi kẻ ngu đâu đến, không thân luyến với họ, chỉ khỏi lòng xót thương. Người trí lợi kẻ ngu làm suy tổn, ta thấy lỗi này rồi, như nay ở chốn vắng, người trí thấy lỗi này, không ở chung với ngu. Nếu lui tới kẻ ngu, mất trời huống bồ đề.
Ngươi trí thường từ bi hợp với hỷ, thường xả tất cả hữu, tu định chấn bồ đề. Ngộ đạo trừ lo sợ, thấy người già chết khổ, nên khởi lòng xót thương, nói lời hợp chân nghĩa. Nếu người biết Phật Pháp là lìa ngôn thuyết thánh đế, nếu ai nghe Pháp này lìa tham thực, thánh hương, thánh thương. Này đồng tử, vì nghĩa lý đó nên muốn được thành tựu hành kiên cố, Bồ Tát nên học như vậy. Vì sao? Này đồng tử, nhờ hành kiên cố nên Bồ Tát đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, không khó khăn, huống gì là tam muội này vậy. Bây giờ đồng tử Nguyệt Quang bạch Phật: Hy hữu thầy Thế Tôn, Như Lai bậc ân cúng chánh biến tri đã khéo nói về hành kiên cố này để nhập vào pháp tam muội ấy. Ngài đã khéo nói, khéo kiến lập tất cả sở học Bồ Tát, đó chính là tất cả hành xứ của Như Lai, không phải là địa vị của Thanh Văn Bích Chi Phật làm được, huống gì là ngoại đạo. Bạch Thế Tôn, nay con sẽ trụ hành kiên cố này. Vì sao? Vì con muốn sở học như Phật. Nay con muốn học vì con muốn biết quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác ấy. Con muốn phá hoại mai ba tuần và quyến thuộc của chúng. Con muốn giải thoát tất cả khổ cho chúng. Quý mong Đức Như Lai và Tỳ Kheo Tăng cùng các quyến thuộc chứng minh chấp nhận sự thỉnh cầu của con là vì thương xót con. Bây giờ Đức Như Lai và Tỳ Kheo Tăng im lặng chấp nhận. Đồng tử Nguyệt Quang thỉnh Phật và Tỳ Kheo Tăng sáng ngày mai đến thọ thực và được Phật chấp nhận. Bây giờ đồng tử Nguyệt Quang đã được Như Lai chấp nhận sự cúng dường nên vui mừng khôn xiết, hạnh sâu xa, liền tự hoài đứng dậy, bày áo phai bên phải, đảnh lễ dưới chân Đức Phật, dạo quanh bên phải ba vòng rồi cáo từ ra về. Bây giờ đồng tử Nguyệt Quang hướng về thành Vương Xá để trở về nhà mình. Về đến nhà thì ngay đêm ấy liền chuẩn bị các thứ ẩm thực thượng vị nhiều vô số. Tại thành Vương Xá, nơi nơi đều treo lụa năm màu, rải các loại hoa, dựng tràn phướng lộng, đốt các hương thơm, bố thí các mùng màn, quét sạch đường xá, vứt bỏ ngói gạch, tại ngã tư đường rưới nước làm cho sạch sẽ, rải tung bột chiên đàn và các loại quý báu khắp nơi, lại tung các loại hoa, các thứ hoa báu xen kẽ trên mặt đất giống như hình vẽ, lại dùng vô lượng vật dụng chạm trổ trang nghiêm các nẻo đường. Trong thành khắp nơi đều có hoa ưu bát la, hoa câu vật đà, hoa bát đầu ma, hoa phân đà lợi. Ở trong nhà toàn chùm chiên đàn ngưu đầu rải quanh, dùng các thứ trang nghiêm dàn các trướng báu. Vì Đức Phật Thế Tôn mà đồng tử bày những món ăn thượng vị. Khi đồng tử làm những việc trang nghiêm thành quách đường xá nhà cửa như vậy, bày các vật cúng dường suốt đêm đầy đủ đến lúc sáng sớm. Còn với 80 Na Cho Tha Bồ Tát và Bồ Tát A Dật Đa làm thượng thủ, các vị ấy là Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Hương Thượng, Bồ Tát Bảo Tràng, Bồ Tát Mang Thắng, Bồ Tát Đồng Tử, Bồ Tát Văn Thù Sử Lợi, Bồ Tát Dũng Kiện Quân, Bồ Tát Diệu Tý, Bồ Tát Bảo Hoa, Bồ Tát Bất Hư Diệt Hư Hiện. Các đại Bồ Tát như vậy đối với các Bồ Tát khác làm bậc thượng thủ, cùng các chúng đại Bồ Tát như vậy vây quanh trước sau, ra khỏi Đại Thành Vương Xá, đến chỗ Đức Như Lai, sửa lại y phục, đầu mặt đảnh lễ, dạo quanh bên phải ba vòng, bạch Phật, bạch Thế Tôn. Đã đến giờ thọ thực, trai soạn đã dọn xong, mong Thế Tôn hạ cố vào thành Vương Xá đến nhà con, vì lòng xót thương mà thọ nhận sự cúng dường của con. Bây giờ Đức Thế Tôn trước đó đã đắp y, cầm bát, cùng đại tỳ kheo cả thầy đến 100.000 vị, vô lượng 100.000 ức na cho tha đại bồ tát, rồi đồng chà xoa cảnh tất bà atula kalola khấu na la ma hồ la già, vô lượng 100.000 vị đồng tử đã tiết lễ cúng dường cung kính tán thán đại oai lực của Phật, đại thần túc của Phật, đại biến hiện của Phật, đại oai nghi của Phật, đã phóng ra 100.000 vạn ức na do tha ánh sáng, tấu lên 100.000 loại kỹ nhạc, mưa các thứ hoa trời. Vì thọ nhận sự cúng dường của đồng tử Nguyệt Quang nên Đức Phật vào thành Vương Xá. Đức Phật với sự tích tập vô lượng căn lành từ lâu, nên lúc bàn chân có bánh xe ngàn cân bước vào thành, thể hiện ra vô số sự thần biến chưa từng có. Chư Phật Như Lai khi ấy vào thành, pháp như vậy là đều hiện sự thần biến ấy. Này các ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà nói. Khi Đức Phật vào thành, có thần đức nói kệ tụng rằng: Đại tiên vào thành vô, chân ngài bước vào thành, oai lực động đại địa,
chúng sinh đều hoan hỷ, các người thiếu ăn uống, được lìa khổ đói khát, thân ấy đều no đủ, nhờ Phật vào cổng thành. Người điếc đuôi câm ngọng, kẻ bần cùng phước mỏng, các căn đều đầy đủ, nhờ Phật vào cổng thành. Ngạ quỷ cõi chim la, ăn đờm mũ phân tiểu, được món ăn của trời, nhờ Phật bước vào thành. Các núi và núi báu, các thứ hoa quả rừng, khom mình hướng về Ngài, nhờ Phật bước vào thành. Biển cả thành tụ ấp, đất có sáu chấn động, không bức não chúng sinh, nhờ Phật bước vào thành. Người trời cứ bàn trà, hoan hỷ ở không trung, cầm lòng báu che Phật, phát tâm đại bồ đề. Các âm nhạc không đánh, tự nhiên phát tiếng hay, mọi người đều hoan hỷ, nhờ Phật bước vào thành. Trăm ngàn vạn ức cây, dân Phật đủ hoa quả, chư thiên đứng giữa không, chẳng phải người bày cúng. Trăm ngàn các ngư vương, vua thú sư tử rống, do ngựa đều cúi lạy. Nhờ Phật bước vào thành, các đại vương trong nước, Thầy Thế Tôn thập lực, đạo sư sắc thánh diệu, hoan hỷ nên đảnh lễ, mà người tâm mừng khen, hoặc tùng các diệu hoa, chắp người ngón tay lại, khen Phật là đại bi, hoặc tùng các anh lạc. Ấn cừ tí kim ngân, hoặc tung lên sư tử, phát tâm đại bồ đề. Người nở dân tóc vàng, hoặc rải các hoa thơm, hoặc cởi vàng anh lạc, trang điểm nơi thân thể. Có người tung hoa vàng, các vật để trang sức, tuy bỏ không một lòng, mong cầu chữ Phật đạo. Dân chúng mặc y đẹp, hoặc lại rải đảnh châu, và dân các lưới báu, vì Phật vào cổng thành. Nếu người bệnh khổ bức, cùng tên ưu sầu bắn, tất cả đều an lạc, nhờ oai đức đạo sư, cầu sĩ lai anh võ, công tước và tần già. Các chim trong không trung phát tiếng hay hòa nhã, các chim tâm vui mừng. Khi phát diệu âm này, diệt được người tu hành, phiền não tham sân si, vô lượng ức chúng sinh nghe tiếng được thuận nhẫn, làm thánh thọ ký họ, vì lai đều thành Phật, thế thân Phật thập lực, chúng sinh thích trí Phật. Con làm sao để được Phật biết muốn thọ ký? Mọi lỗ chân lông Phật phóng trăm ngàn ánh sáng chiếu khắp các cõi Phật. Do phổ nhãn vào thành, trời trang bị quốc lấp, lửa trời mai đi báu, các ánh sáng không hiện, vì Phật vào cửa thành. Trăm ngàn hoa sen nở, ngàn cánh ra khỏi bùn, đấng thập lực bước lên cùng chúng dạo khắp thành. Đường đi thật sạch sẽ, toàn trải bằng hương quý, khắp thành đốt hương thơm, mùi thơm đất đáng yêu. Đường xá thật tráng lệ, trượt gần hết ngói gạch, nhờ công đức thập lực đủ các thứ hương hoa. Trong ngàn ác giả xoa, thấy thân Phật sắc vàng, khởi tâm đại bi mẫn, tình tâm quy y Phật, các thiên cung trong không đều đến chiêm ngưỡng Phật, hư không mưa các hoa. Khi Phật vào thắng thành, nếu có người rải hoa chỗ đức nhân thiên sư, thành lòng hoa che Phật, tôn trang nghiêm tốt đẹp. Người trời và tu la thấy Phật bậc thập lực, tâm hoan hỷ vui mừng, chưa từng có nhàm chán. Bên phải trăm ngàn phạm, bên trái trời đế tích, vô số trời trong không cung kính tam giới tôn. Khi Phật thần biến xong, khai thị thắng diệu pháp, trăm ngàn chúng nghe xong phát tâm đại bồ đề. Tướng tốt hoa làm thân, như sao đầy bầu trời, Phật đi đường của vua, như trăng tròn trên trời, như báu tịnh mani, trong sạch không tiệt phát, phong ánh sáng mười phương, cả Phật chiếu cũng vậy. Các vị trời vây quanh, nhân tôn vào thành vua, đi trên đất như vẽ vào nhà của Nguyệt Quang, thành quách đều trang nghiêm, trăm ngàn ức phướng lộng, chiên đàn rải mặt đất, tuôn hoa để trang nghiêm. Đi Phật, đi trên đường, phát lòng thương rộng lớn, miệng phóng vô lượng quang, tỏa hương mà thuyết pháp. Thấy thân Phật liền vui, hoan hỷ chẳng nghĩ bàn, khi nào chúng ta được cúng dường bậc Pháp Vương. Vô lượng người phát tâm, sáng mai ta thỉnh Phật, bậc thương đời cứu độ, rất lâu khó gặp được, hoặc dọn sạch đường thành, thắng diệu tự trang nghiêm, đủ các hoa anh lạc, cúng Phật vì bồ đề. Hoặc vòng hoa chim ba, bà sư một đá già, hoặc là dân vải lụa, phát chí tâm thuần nhất, hoặc tại gia tâm tịnh, y đẹp tự trang nghiêm, dùng lụa đẹp các hoa, cúng dường chúng tỳ kheo. Gia hoa ưu bát la, lại tung hoa diệu kim, cái thứ báu mani, hoặc tung bộ chiến đà, hiện các việc hy hữu, không thể tính số lượng khi Phật đi vào thành. Nhiều người phát tâm đạo, không phiền não thấy đế, trời thiện hiện thiện kiến, Akani ly dục, tất cả đến xem Phật, thân ngọt ngào quả lớn, trăm na do tha chúng. Như mani chiếu sáng, đều đến chiêm ngưỡng Phật. Vô số tịnh thiên tử,
Và các trời thiệu tịnh, vô lượng tịnh thiên tử đều đến xem đại tiên. Các thiên tử thiệu quang và trời vô lượng quang, các thiên tử quan âm cũng đều đến xem Phật. Thiên tử trời phàm phụ, cùng với trời phạm chúng, các định tạng đại phạm đều đến xem Thế Tôn. Tha hóa thiên hoan hỷ, hóa lạc thiên thiện tâm, chúng đâu xuất diêm ma, thiên vương tam thập tam, bốn phương bốn thiên vương, tài chủ tỳ lâu lạc, ác nhãn đề lại tra, liền đến lễ kính Phật. Vua Dạ Xoa đại lực, cùng quyến thuộc tâm tịnh, cùng thân tộc trên không, mưa các diệu hóa trời, hằng túy cầm hóa trời, nắm các thứ vòng hoa, cùng quyến thuộc hoan hỷ, cúng dường thắng trượng phu, bạch khí túc Dạ Xoa, cùng vợ và quyến thuộc, từ tấu âm nhạc hay cúng dường Đức Như Lai, vui mừng say sưa hát. Là vua Khẩn Na La, sống ở đỉnh Hương Sơn, vui mừng đến tập hội. Bà Nhã Thiểm Bà Lợi, La Hầu Tỳ Ma Chất, cùng đại oai đức khác, mưa các loại vật báu, hơn vô lượng la sát, nhiều chúng đang vây quanh, đều cầm các diệu hoa, cung kính tung lên Phật. Đại Long Vương A Nậu, nữ thiện học âm nhạc, tấu trăm thứ tiếng hay, thành tâm cúng dường Phật. 500 Nậu Lâm Tử, cầu trí Bồ Đà Rộng, cùng quyến thuộc vây quanh, đều cúng vô lượng tôn. Long Vương A Pa La chắp tay hướng về Phật, cầm trân châu long thắng trên không cúng dường Phật. Long Vương Mục Chân Đà nổi vui mừng khôn xiết, tung các áo đẹp quý, tình tâm mà cúng dường, hoặc khởi tâm kính Phật, niệm phó lượng công đức. Các thân quyến vây quanh đều đến khen ngợi Phật. Nán Đà Bạc Nán Đà Đức Xoa Hắc Cù Đàm, cùng quyến thuộc đến Phật quỳ gối lạy thiện thể. Long Vương Y La Bát trăm quyến thuộc khóc lóc, nhớ nghĩ Phật Ca Diếp, chán ghét sự thọ sinh, xua ta mãi nghi hoặc, phá tiểu y lan diệp, nên sinh nơi nạn xứ không thể biết Phật Pháp, rất ghét tâm thân rắn này. Muốn mau bỏ loài rồng, biết được Pháp Thanh Lương, để đạt được đạo tràng. Hàng ngàn long vương khác, hải long Manatơ, đem áo rồng thượng diệu, đến dân nhân thiên nhân trung tôn. Điều đạt ném đá Phật, Dạ Xoa trú hư không, tên là Kim Tỳ La, cung kính đến trước Phật. Thành A Tra Dạ Xoa, Đa Dạ Xoa không thiên, giáo hiện cùng tập hội cúng dường bậc đại tiên, Dạ Xoa khôi mau châm, A Tra bà đáng sợ, tuyết sơn đà đa sơn, lừa Dạ Xoa quý Phật, các thân hình khác nhau, mặc áo rách đáng sợ, quỷ đa na do tha, dân vật cúng quý Phật, dân vật quý cúng Phật. Kim sứ điểu thực hải biến thành bà la môn, mạo báu tự trang nghiêm, trên hư không lạy Phật. Các thành ở diêm phù, tất cả trời đại lâm, thần của thành đồng đến, cúng dường tế gian giải, vô lượng lâm thiên đến, cùng với các thọ thần, cùng tất cả thần sông, vân tập đến pháp phương, thần núi phong nhan lãnh, trời đội phụ cùng đến, thần suối giới ao hồ, cùng hải thần vui đến, trời người quỷ tu la, ca lâu với cứu bàn, ngài quỷ phố đơn na, đều đến cúng dường Phật cho thiên chúng tu la, ly mạng đều cúng dường, thấy Phật vào phương thành, nhìn mãi mà không chán. Hơn tu Bồ Tát hạnh cúng dường Phật Thế Tôn, Phật làm tịnh nghiệp này, chúng sinh nhìn không chán. Núi Tu Di luân thảy và các núi diêm phù không thể làm chướng ngại cho Phật chiếu sáng khắp. Các biển ta bà này, đất đai đều bằng phẳng, quả Phật đều biến khắp, ra các hoa đầy khắp đầy. Trăm ngàn các ánh sáng phóng dưới chân pháp phương, địa ngục đều mát mẻ, trừ khổ được an lạc. Đấng thập lực thuyết pháp, trời người được tâm tịnh, do lượng trăm ngàn chúng quyết định nơi Phật đạo. Vô đẳng đẳng vào thành, hiện sự thần biến này, do lượng trăm ngàn kiếp Phật nói vãng không cùng. Tháng đức tụ như vậy, ngư vương vượt bờ kia, tất cả đức cứu cánh, của lại Phật phước địa. Bây giờ, Đức Thế Tôn cùng các tỳ kheo vây quanh trước sau đi đến chỗ ở của đồng tử Nguyệt Quang, ngồi lên tòa đã đặt sẵn. Các tỳ kheo thưa lớp ngồi xong, kế đồng tử Nguyệt Quang biết Đức Phật Bồ Tát tỳ kheo đã ngồi xong, từ tay bưng dọn các món ăn tuyệt hảo. Đó là Khư Thiền Ni, Bồ Thiền Ni, Lê Kha Na, Chư Sa Ni, là đem nước uống, dùng thức ăn trăm vị làm cho Đức Như Lai và đại chúng được no đủ. Khi thấy Chư Tôn đã no đủ, đồng tử vui mừng nhảy nhót hết sức hân hoan. Đức Phật và đại chúng đã thọ thực xong, cất bát rửa tay. Đồng tử dùng y giá trị vạn ức dâng lên Như Lai, chúng tỳ kheo tùy theo thứ lớp
Thường trung hai hạ đồng tử đều thưa lớp dân cúng. Bây giờ đồng tử Nguyệt Quang dâng y lên Phật và tăng xong, bay áo bên vai phải, quỳ gối phải xuống đất chắp tay đảnh lễ đứng trước Đức Phật, im lặng nói bài kệ để hỏi Đức Thế Tôn: Bồ Tát bậc trí làm hạnh gì, thường hay biết rõ các pháp tánh, làm sao thấy vào nghiệp đã tạo? Quý mong đạo sư nói cho con, làm sao biết được kiếp quá khứ, làm sao không vào bào thai nữa, làm sao để được chúng không hoại, làm sao để được vô lượng biện. Định tuệ vô lượng thượng lượng túc tôn, như điều con hỏi xin Phật nói, biết được tâm hạnh các chúng sinh với tất cả pháp không còn nghi. Phật biết thể tánh tất cả pháp, pháp lìa ngôn ngữ dùng ngôn thuyết, như sơ tự hống và can sợ, Phật hàng ngoại đạo cũng như vậy, biết việc làm của chúng sinh, thông đạt các pháp đến bờ kia, trí tuệ vô ngại cảnh giới tịnh. Quý mong Thế Tôn nói cho con biết đời quá khứ và vị lai với đời hiện tại. Phật biết rõ trí vô ngại ba đời biết được, cho nên con hỏi Thích Sư Tử, các Phật pháp tất cả ba đời Thế Tôn Pháp Vương đều biết rõ với thể tánh pháp khéo giác ngộ, cho nên con hỏi Đại Trí Hải, hay lìa tất cả lỗi các pháp, vì hai đoạn trừ tâm ô uế, các đức tất cả giai si uế, mong Phật nói cho hạnh Bồ Đề mà Phật đạt được các pháp tướng, như tướng sở đắc nói cho con nghe pháp tướng như vậy rồi. Nương tướng đã nghe hành Bồ Đề, hành tướng chúng sanh nhiều sai biệt, con làm hạnh gì để hiểu được, mong nói cho con pháp nhập hạnh, con nhờ nghe được nên mới biết, tất cả các pháp đều sai biệt, thế thì không tịch tánh xa lìa, Bồ Đề làm sao hay biện chứng, mong nói cho con pháp mẫu này. Với tất cả pháp đến bờ kia, ngôn tiết pháp cú đã tu học, chính mình không nghi trừ nghi người, vì con hiển thị Bồ Đề Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội quyển 2.